Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp do công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế tại 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có mặt tại khu đô thị Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định để chia sẻ với các bạn công trình nhà phố 3 tầng mang phong cách hiện đại. Công trình của chúng ta với chiều ngang 5m và chiều sâu của khuôn đất là 15m thì tổng diện tích của chúng ta là 75m2. Với công năng của chúng ta sẽ có là tầng 1 gồm có phòng khách và phòng bếp và có vệ sinh chung. Lên đến tầng 2 thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và tầng 3 thì chúng ta có thêm 1 phòng ngủ và 1 phòng thờ nữa của gia đình. Với cái hình khối và công năng phát triển theo công năng của công trình thì hình khối kiến trúc của công trình từ tầng 2 theo công năng của phòng ngủ thì chúng ta có thêm ban công và ban công được trang trí bằng hệ lam sắt. Lên đến tầng 3 thì chúng ta là không gian phòng thờ, thì trước không gian phòng thờ chúng ta có một khoảng không rộng. Chúng ta có thể bố trí, nếu các bạn thích có thể bố trí tiểu cảnh sân vườn trên tầng 3. Đầu tiên đó là không gian phòng khách. Chúng ta bước vào đây, không gian sảnh chính. Khu vực này thì đã được các kiến trúc sư và gia chủ ốp đá tự nhiên này. Ốp đá tự nhiên quanh tường. Mặt bậc cũng được ốp đá tự nhiên. Và khu vực cửa của chúng ta thì sẽ có hai lớp cửa. Một lớp cửa cuốn, lớp cửa cuốn và lớp cửa nhôm sinh pha. Lớp cửa cuốn thì nó sẽ tăng cái sự bảo vệ cho công trình. Và khi mà chúng ta có lớp cửa nhôm sinh pha như này thì chúng ta sẽ đóng vào thì chúng ta ngồi phòng khách cũng có thể lấy được ánh sáng tự nhiên cho công trình. Và xin mời các bạn chúng ta cùng tham quan bên trong công trình. Khu vực phòng khách của chúng ta với diện tích không gian rộng lớn, diện tích 25m2. Chúng ta có không gian sàn được lát gạch 800x800 vân mây. Và bên trên trần của chúng ta được sử dụng trần thạch cao. Trần thạch cao giật cấp với đèn downlight trang trí xung quanh. Không gian này thì sẽ được gia chủ bố trí. Đây sẽ là một bộ sofa của gia đình. Chúng ta có thể làm sofa chữ L. Còn trước mặt sẽ là khu vực chúng ta để kệ tivi. Và mọi người nhìn này, trần thạch cao được thiết kế này. Đó, giật cấp để chúng ta che được cả cái khung của ô rèm. Ô rèm che đây. Khi mà chúng ta không muốn ánh nắng quá nắng thì chúng ta có kéo rèm vào khu vực cửa nhôm sinh pha như này. Và tiếp nối không gian phòng khách sẽ là cái không gian chia cái khoảng không của gia đình, là không gian cầu thang. Và cầu thang đã được các kiến trúc sư thiết kế lối đi ngay từ đây lên. Thì khi mà lối đi bên trái của chúng ta như này thì sẽ tận dụng được cái không gian khoảng bàn thang bên phải để chúng ta tận dụng không gian phòng bếp. Và một điều đặc biệt, khu vực gầm cầu thang của chúng ta đã được gia chủ này ốp gạch này để chúng ta trang trí tiểu cảnh khu vực gầm cầu thang. Chúng ta có thể nhìn tiểu cảnh từ hai phía, từ phòng ăn và phòng khách. Chúng ta ngồi ăn phòng ăn cũng nhìn được tiểu cảnh, và ngồi uống nước phòng khách cũng nhìn được tiểu cảnh, view rất đẹp ạ. Còn bên hông chúng ta đây, chúng ta có lối đi sang lô đất, một lô đất nữa của gia chủ và lối đi phụ. Tiếp nối không gian phòng khách chính là không gian phòng bếp. Phòng bếp của chúng ta với diện tích này, cả khu vực gầm cầu thang của chúng ta là 30m2. Chúng ta có hệ bàn, tủ bếp chữ L với đầy đủ công năng. Và trên trần của chúng ta, khu vực phòng bếp này cũng là trần thạch cao, giật cấp đồng bộ với khu vực phòng khách của chúng ta. Và cuối nhà chúng ta có khu vực vệ sinh chung của gia đình, của khu vực tầng 1 cũng như của khách khứa khu vực tầng 1. Thì khu vực vệ sinh này đã được giật cấp này, đã được kiến trúc sư thiết kế giật cấp xuống, và khu vực sàn này đã được lát gạch chống trơn để đảm bảo sự thoát nước khu này. Khu này chúng ta sẽ dùng để làm sân ướt thôi. Còn đây, khu vực đi sâu vào trong, chúng ta có khu vực vệ sinh. Khu vực vệ sinh được sử dụng cửa bằng cửa nhôm sinh pha. Và sàn nhà vệ sinh cũng được giật cấp so với sàn sân ướt. Và đánh dốc thu nước về sau nhà, sử dụng gạch chống trơn, khu vực lát sàn. Và đây chúng ta sử dụng gạch 300x600 này. Ốp tường cao lên đến tận trần. Ngoài ra trần vệ sinh, như các bạn nhìn thấy, trần vệ sinh của chúng ta được giật cấp xuống này. Giật cấp xuống để cái sàn nhà trong cái phòng vệ sinh chúng ta đỡ hút. Bên trên chúng ta có khu vực ô để chúng ta làm kho bên trên trần vệ sinh. Và tiếp nối không gian tầng 1 thì chúng ta đến khu vực thang.
Thang là yếu tố quyết định công năng của gia đình. Thì mặt bậc của khu vực thang này đã được ốp đá tự nhiên này, màu đen, và cổ bậc thì chúng ta ốp đá trắng, tạo nên cái sự phân màu sắc để chúng ta sử dụng dễ dàng hơn. Bản thang với chiều rộng 1m1 và lại được bắn thành lan can, bắn thành hai bên như này thì nó càng rộng cái không gian khu vực bản thang của chúng ta. Chiều cao mỗi bậc sẽ được các kiến trúc sư thiết kế từ 15 đến 18 phân và chiều rộng mặt bậc là 25 phân, đảm bảo cái bước đi thuận tiện và dễ dàng. Các bạn nhìn thấy ở đây khu vực này chúng ta có hai chiếu nghỉ vuông cân đối khu vực thang. Ngoài ra thì khu vực này chúng ta có thể bố trí các bức tranh treo tường để đỡ chống trải khu vực cầu thang này, và chúng ta đánh dốc theo chiều dốc của bậc. Xin mời các bạn chúng ta tiếp nối không gian công năng tầng 2. Và bên hông trái của chúng ta đây là không gian phòng ngủ đầu tiên của gia đình. Và tương tự như tầng 1 thì không gian phòng ngủ của chúng ta sẽ thẳng từ khu vực bếp lên với trần thạch cao, trần thạch cao giật cấp, đèn trang trí và khu vực tường kết hợp với đèn sơn màu hồng. Thì khu vực này sẽ là khu vực phòng ngủ cho các con của gia đình anh. Và đằng sau chúng ta có cửa sổ để lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên thông thoáng cho khu vực phòng ngủ. Như vậy thì chúng ta sẽ bố trí đây sẽ là khu vực bố trí đầu giường. Đây là đầu giường này. Còn khu vực này chúng ta sẽ bố trí tủ lớn. Còn kia chúng ta sẽ bố trí tivi và bàn học có thể bố trí bên hông táp đầu giường, vân vân. Với diện tích lớn như này, 20m2, khu vực phòng ngủ ngoài thì chúng ta bố trí có thể là công năng không thiếu cái gì cả. Tiếp nối khu vực hành lang của gia đình thì chúng ta có khu vực lấy sáng khu vực hành lang với cửa sổ lớn. Và không gian tiếp theo đó là không gian vệ sinh chung của tầng 2. Không gian vệ sinh chung của tầng 2 với khoảng không rộng, chúng ta cũng tương tự như tầng 1, chúng ta có sàn vệ sinh được giật cấp xuống để đảm bảo không bị thoát nước ra ngoài nhà. Và sàn được lát gạch chống trơn, tường chúng ta được ốp gạch 300x600 tạo nên sự sang trọng khu vực vệ sinh. Và trần khu vực vệ sinh thì sẽ được giật cấp xuống để đỡ bị hút so với cái chiều rộng của khu vực nhà vệ sinh. Còn lại là một khu vực phòng ngủ của gia đình đang trong quá trình sử dụng thì xin phép chúng ta cùng lên tầng 3. Khu vực tầng 3 thì chúng ta lên bản thang thì cũng tương tự tầng 1. Chúng ta có bản thang với chiếu nghỉ vuông, lan can được bắn thành bên. Và đây chính là cái cửa sổ kho này. Đó, cửa sổ kho của khu vực vệ sinh tầng 2. Không gian bên trái của chúng ta đây là tiếp nối là một không gian phòng ngủ của gia đình. Phòng ngủ của chúng ta với cửa cũng sử dụng là cửa nhôm sinh pha. Với không gian diện tích của chúng ta từ 12m2 thì chúng ta cũng có thể bố trí đầy đủ công năng, gồm có giường này, giường khu vực này, khu vực tủ quần áo, này, tủ quần áo. Và chúng ta có cửa sổ lùa lấy gió, lấy thoáng cho khu vực phòng ngủ, cũng như là cửa sổ lùa khu vực cầu thang. Và trần khu vực phòng ngủ trên tầng 3 của chúng ta là sử dụng trần phào chỉ đơn giản với sàn toàn bộ sử dụng sàn gạch giả gỗ. Và tiếp nối không gian cuối nhà, không gian này sẽ là không gian phơi, giặt và phơi. Không gian phơi của chúng ta với khoảng không gian rộng 2m như này chúng ta đủ để bố trí không gian phơi, và đằng sau chúng ta có khung sắt. Và không gian còn lại của gia đình là không gian thiêng liêng, không gian phòng thờ của gia đình. Đây sẽ là khu vực gia chủ bố trí phòng thờ. Với diện tích của chúng ta sẽ nhỏ hơn diện tích khu vực phòng ngủ dưới tầng 2. Lý do vì sao? Lý do vì chúng ta khoảng không gian này chúng ta có khoảng sân vườn lớn này, khoảng ban công này. Chúng ta có khoảng ban công lớn để bố trí, mọi người có thể bố trí tiểu cảnh. Đây chúng ta có thể để những chậu hoa khu vực này. Và mặt sàn ở đây cũng được lát gạch chống trơn, giật cấp xuống để khi mà chúng ta có mưa thì thoát nước cũng sẽ thoát nước, không bị tràn vào nhà.
và sử dụng trần này. Trần của khu vực các ban công của chúng ta được sơn giả gỗ với chi tiết phào chỉ sắc nét. Lan can của chúng ta, toàn bộ lan can mặt tiền sử dụng khung inox và lan can kính, tạo nên sự sáng và sang trọng khu vực mặt tiền. Vâng, như vậy với diện tích 75m² sàn với 5x15 thì công năng của gia đình chúng ta gồm có phòng khách và phòng bếp rộng, đúng không ạ? Khu vực tầng 1 lên đến tầng 2 thì chúng ta có hai nhà, hai phòng ngủ. Và lên đến tầng 3 thì chúng ta có thêm phòng ngủ và phòng thờ, khu vực đằng sau chúng ta bố trí sân phơi. Rất mong những chia sẻ này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong cái quá trình chúng ta xây dựng và lên ý tưởng công năng cho gia đình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của chúng ta.